À, xin chào anh chị em nha. Hôm nay thì bên chị em mình cái lô cái cặp anh em hát Charlotte Jordan em nha. À, một chiếc nữ thì form oval em hát, chiếc nam thì form tròn. Chiếc nam này mấy chị nữ thích size lớn đều cũng được nha. Ok, em giới thiệu chiếc nữ trước này, mấy cặp này giá 800 ngàn, lô này lô H107 á. À, chiếc nữ này dây cũng khá là dài 16 này nha, được cái là khóa bướm luôn em á, chất thì chất thép đúc, máy thủy em nha, Charlotte Jordan này là của Thụy rồi. Size 22 ngang ạ. À, cái càng của nó chỗ nhỏ này anh em nha, 32. Khóa còn rất là tốt luôn em, những mẫu khóa bướm này thì rất là nhiều chị thích nhưng mà khóa nó hay lỗi, nhưng mà chiếc này khóa rất là ok. Dây tay này 16 thoải mái luôn nha nè. Đẹp, đơn giản, đẹp, xịn nè anh em á, yên tâm. Cặp này giá 800 ngàn, bao giá tốt cho này mình luôn ha. À, 800 ngàn thì xem chiếc size lớn này thôi, trong khi chiếc size nhỏ này cũng thuộc loại hàng đắt tiền anh em ha. Chiếc này thì size 36, size 36 anh em nghe không lớn nhưng mà những cái form này thường nó làm size 33 anh em á, size 36 thực sự là một cái size lớn của cái form này anh em nha. À, tất cả thép đúc dày nặng anh em ha. À, Charlotte Jordan dây này dài lắm. Cái dây này đi tay của nó thì thoải mái luôn em, chắc là 20 luôn quá. 20 cũng không xài hết đâu. Đơn giản đẹp anh em ha. À, kim cọc đẹp. Chất thép của Charlotte Jordan thì tuyệt vời rồi, tất nhiên là dây khóa rin anh em nha. Stainless steel case là tất cả cái vỏ đó là thép luôn em ha. Ok, cặp này giá 800 ngàn em nha. Anh em thích cái mẫu này anh em vui lòng xem kỹ cái mô tả của em ha. Liên hệ em số điện thoại 0766 2079 nha. Một cặp thép đúc Thụy Sĩ. Cảm ơn anh em mình ạ. Hẹn anh chị mình cái lô H108 nha. Em chào cả nhà nha.